chào ông bà cô bác anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Anh xứ người. Hôm nay mình dạo vô mấy cái chợ của Việt Nam, của châu Á để mình coi họ buôn bán như thế nào nha các bạn. Đây trước mặt mình là pháo. Các bạn nhìn thấy không? Đó, đây là 1.000 viên, 10.000 viên pháo này thì có giá 200 đô nè các bạn. Đó, rồi nếu như mà mua ít hơn thì 5 à, 105 đồng cho 5.000 viên. Rồi cái này á thì 2.000 viên thì có giá là 50 đồng. Rồi, còn nếu như mà mình lấy 1.000 viên á thì có giá 25 đồng các bạn. Wow. Quá trời luôn. Cái này mua để đốt ở ngoài Bắc kinh á thì được ở ngoài à, mấy cái bạc kinh lớn của à, mấy cái công viên hay là chợ rồi đó các bạn à, cái này à, thiên hạ mua rất là nhiều thì à, bây giờ mình lại đi vô à, trong cái à, mình coi cái khu bông hoa lá cành này nha các bạn xơm tụ ghê các bạn ha đây là hoa mai nè hoa mai à, ở bên đây đó đây cái này là cây mai giả nguyên một cái cây mai to đùng cao liêu nghêu luôn nhưng mà đó là mai giả, à, à, cây cao cũng giả. Ở phía bên đây thì là hoa thiệt nè các bạn, hoa lây dơn nè, này hoa hoa mai nè các bạn. Ở bên đây họ chân hoa mai nhỏ này nhiều lắm, ừ. gọi là hoa mai nhật thì phải. Yeah. Thì có giá là 15 đồng 99 cho một bó như vậy đó, còn không thì à, mà mua hoa đào này nè. Đó, hoa đào này thì giá 1 đồng 99 cho một bó. Nè, rồi có lây dơn, có đủ thứ hết các bạn. Lây dơn đẹp ghê ha các bạn ha. Lây dơn đỏ. Rồi đây là cây tát à, cây à, bông mai giả. Đây đi qua đây là cái hàng bánh mứt nè. Có củ kiệu nè các bạn. 6 đồng 99 cho một hũ củ kiệu nè. Rồi bánh tét. Đây bánh tét chay, bánh tét mặn 16 .99 đồng 99 cho một đòn. Rồi, à chay thì 16 .99 đồng 99. Yeah. Dạ. Mặn thì 20 .99 đồng 99. Đây 16 .99 đồng 99 cho đòn chay. Đây là bánh mứt, quá trời bánh mứt luôn các bạn ơi. Nhiều lắm. Ôi thôi quá trời luôn nè. Để mình đi một vòng cho các bạn coi nha mấy cái vỏ quà nữa nè, ô oh, nhiều quá trời nhiều luôn. Đây vỏ quà, nó có đủ loại giá các bạn ha, à, tùy theo vỏ, bốn mươi mấy đồng có, sáu mươi mấy đồng có đủ giá hết. Cái này là mua để làm quà tặng á, rồi đây là mấy cái bánh kẹo nè, kẹo mè đen, kẹo đậu phộng rất là nhiều luôn đây kẹo mè đen kẹo đậu phộng rồi đây là bánh mứt mứt đủ loại trong một cái hộp như vậy đó các bạn đây mứt mận cầu mứt hạt sen mứt dừa phía bên đây thì có bánh bía nè các bạn các loại bánh bía nè rồi có lạp xưởng đây là các khu lạp xưởng nè rồi có măng tây để nấu miếng măng nè miếng măng gà nè, cái này là đây măng tây nè các bạn, măng măng khô á để nấu miếng măng gà đó các bạn, này lạp xưởng, nói chung là rất là nhiều hàng hàng quá để phục vụ tết các bạn ha. đây có cây phát tài nè, hồi ở Việt Nam mình cũng hay trưng cây phát tài đó, rồi đây để mình coi hoa cúc nè các bạn hoa cúc đủ loại luôn à, cái cái chậu lớn ở dưới nè ở đây là chậu lớn thì có giá là 17 đồng 99 à, 12 đồng 99 ở đây thì có giá là 10 đồng 99 còn à, cái chậu này nó có một bông thôi các bạn thì nó có giá 5 đồng 99 ha à. Đây, đi vô cái vùng này để mình coi bánh trái. Đây là bắp rang đó các bạn. Bắp rang của Mỹ nè. Thì một hũ như vậy á, thì nó có 3 đồng 99. Nó 3 đồng 99 cho một hũ. Rồi đây hạt dưa. Hạt dưa hàng Việt Nam chất lượng cao nè các bạn. Có giá là 5 đồng 99 cho một hộp như vậy á. À... Rồi, đây là bánh kẹo quá trời luôn. Đây, kẹo mè đen nè các bạn. Cái này là gói. À, kẹo mè đen gói. 4 đồng 99 cho một gói. Cũng tương đối các bạn ha. Mua về ăn cũng vui miệng. Cho có không khí ngày Tết. Đây là bánh đậu xanh. Đây, bánh đậu xanh trồng vàng Bảo Hiên. Đủ hết đây là à, cây sống đời nè các bạn, hoa sống đời nè bốn đồng chín chín cho một à, chậu. Đây là cây phát tài, mình đi vô cái hướng này để mình coi coi có cái gì khác nữa không. Các bạn thấy họ trang trí đẹp không? Đó, cây mai, à, con lân, rồi lồng đèn, nhìn như vui ha các bạn ha. Họ có mở nhạc à, xuân nữa. Nhưng mà mình không có bỏ vô đây được Tại bỏ vô đây bị đánh bản quyền Cho nên là mình phải cắt cái âm thanh đi á yeah, Và mình phải không có thu âm thanh vô Để mình nói cho các bạn nghe Đây, đây là mấy cái hộp bánh mushi Đây là bánh thơm à, Bán rất là nhiều các bạn yeah. Rồi, Nhiều lắm Đây là bánh ổ nè các bạn Bánh ổ của người Hoa à, Tết người Hoa hay trưng mấy cái bánh ổ này nè các bạn 4 đồng 99 cho một cái nhỏ này nè Tết của người Hoa thì không thể thiếu bánh ổ yeah. Đây là cái hộp lớn hơn 5 đồng 99 Hộp lớn hơn các bạn ha à, Rồi đây là cũng bánh ổ nhỏ Đây là bánh ổ mà cái thỏi vàng nè các bạn cũng giá 5 đồng 99. Nhiều ghê luôn các bạn. Ô oh, đây có con cá. À, bánh hình con cá. Có giá là 5 đồng 99 luôn các bạn. Giá con cá đẹp quá các bạn, dễ thương ghê Đó, đó đây này đây là mấy cái bánh này để người hoa họ trưng nè các bạn. Đây là tắt mức tắc. Nè, rồi quá trời là bánh kẹo mức luôn rồi mình đi dài dài qua phía bên đây mình coi coi nhìn đẹp ghê các bạn ha nhìn là thấy tết rồi đó à, coi mấy cái chợ này họ bán đồ vậy mình cũng đỡ nhớ bên việt nam à, có nó cũng có cái không khí tết đó chứ nếu mà không có bán buôn kiểu này thì sẽ nhớ tết lắm luôn đây có mấy cây câu nè các bạn cây câu này là cây câu giả rồi đây là bưởi nè các bạn À, bưởi họ bán trong cái thùng à, một cái hộp vậy đó 12 đồng 99 cho hai trái Đó hai trái bưởi vậy đó bác các bạn nhìn đẹp ha còn bên đây à, bưởi có cái chữ à, Phúc Lộc Thọ vậy đó thì nó có giá 4 đồng 99 cho một trái thơm lắm Các bạn ơi đứng đây quay mà thơm ghê luôn á Thơm mùi bưởi đó nè mua hai trái bưởi này để làm quà biếu cũng được không mà mua về chân nhìn nó cũng đẹp ghế có có cái hộp đẹp rồi mình đi à, dạo qua một vòng các bạn coi ngay khu vực bán thịt mà cũng khá đông người nè các bạn nó người ta đứng đợi để mua hàng khu hàng thịt thì rất là nhiều tại vì năm nay á, tết à, rơi vô thứ bảy chủ nhật giao thừa là tối thứ sáu rồi thứ bảy chủ nhật cho nên là người việt ở hải ngoại á, họ được ăn tết cuối tuần đó các bạn chứ mỗi năm nếu như mà tết mà rơi vô thứ hai thứ ba thì họ cũng đợi đến cuối tuần họ mới ăn tết tại vì bận đi làm đâu có thời gian đâu mà ăn tết ngày thường đâu có ông bà con cái cháu chắc gì mà quay quần được đâu chỉ có cuối tuần thì mới tụ tập về được thôi hình thử ra là năm nay người việt ở hải ngoại được ăn tết cuối tuần đúng ngày á được ăn Tết cuối đúng ngày cho nên là họ đi mua sắm đồ cũng khá là nhiều. Tuần này thì mua thôi chứ còn tuần sau nó rơi vô thứ bảy chủ nhật thì họ mới được nghỉ làm cho nên là đâu có đi mua bán gì được nữa đâu. Tranh thủ tuần này đi mua. Cho nên là ở cái khu hàng thịt, đàn cá rồi rất là nhiều. Mình đi dọc qua đây để mình coi mấy cái cây, cây này là cây sung nè các bạn. Đó. À là cây mai giả nè mà các bạn coi đẹp ghê không? nhà yeah. đây là cây mai giả họ để lên trên đó. các bạn nhìn xa thấy được rồi ha. À, đó cái à, họ để lên trên cái 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 bậc cho nó cao á. Ừ, nhìn mà nhìn rất là đẹp ha. nhìn xa thì không có biết giả nhưng mà lại gần thì biết giả đó. đây cái chậu mai này nè các bạn. đó đây là nguyên cái chậu mai thì à, để coi coi họ bán đó các bạn để coi có giá là bao nhiêu ha để mình lại gần gần mình coi cái giá coi oh, 119 đồng 99 cho cái chậu hoa mai giả đó đó các bạn đây có một chậu mai nữa chậu mai giả này nữa thì có giá là 300 à 139 đồng 99 ừ đây cây sung nè các bạn. Cái chậu chậu sung giả nè. Nhìn cũng đẹp ha. Thì có giá là 159 đồng 99. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video kế tiếp.